chứng minh này có kiểm tra lại giùm anh một cái cuốn sổ hộ khẩu để chứng minh này. Chứng minh để hai cái thằng sổ hộ khẩu anh phone thì đúng hả? Cái phone sao? Thì anh cứ vô bao nhiêu em tính tiền lại cho. Đi vô em nói một ngày nó đẹp biết. Không biết, không biết mình biết. Xin lỗi đi ha. Cái vô đi. Cái này là vô sổ. Cái này hai tờ hết anh ạ. Đâu đâu đâu, tại cái đó bảo đi mà. Em bật bỏ vô này cho anh. Lưu hồ sơ cũng không em. Lưu hồ sơ là nó đồng bộ anh à, cùng tờ A4 sao em tới cho cô hồ sơ thằng đi đâu lẹ vậy? Lâu rồi. Đi đâu lẹ mới đi qua chút xíu đi lại hả? Đi tiếp đây đi theo vòng đi. Quên đi con, chú đi con về.
đi lại xíu. Ủa đi chào xong đó. Có dồn chung file chưa hay là phải lục? Mở ra là thấy liền. Đất nước Bắc Hồ à, mở ra là 3 file phải không? Rồi. Đất nước Bắc Hồ nha. Rồi. Phần 3 giữ lại ở trường tiểu học. Rồi. Thì mở ra thấy cái này mà từ sáng nữa nó là biết. Đấy. Rồi xong rồi cái gì? Tại vì tôi nghe hồi giữ xin mở 1 2 3. Rồi. Bấm này cũng ba con đấy, con cũng đang đi bộ rồi đấy. Làm gì nữa, vô đây. Đi vô đây đi em ơi. Ba bộ nghe. Ba bộ ha. Đầu được này nhanh ha. Đi nãy nghe chứ, nghĩ là sổ.
Đây là phô nghe hết phải không? Ừ, nghe hết trơn. Không để hết. Quay lại lấy đi nha, quay giùm em cái.
nên nó có chưa tờ nào bỏ ra. Có chưa một tờ. Kiểm tra cái bộ gốc của người ta lại hết, thì cái bộ gốc quan trọng. Toàn bộ là ba bộ đi. Làm thì khi chạy, ví dụ như chạy này sẽ coi trên này là coi cho nó thoát thì hồ sơ của ta cũng chạy qua. Thì bấm cái bữa giờ là sao? Đây, bỏ bộ gốc của ta. Chú phố gì vậy chú? Mười hai tờ. Bao nhiêu tờ? 12 tờ, lấy đến 12 tờ giấy vàng thì anh cái vàng mỏng á.
giấy nào đâu chú ơi. Lâu không em? Lâu không? Lâu không?
cái này thay mặt đây. Thay mặt trên nha. Được chứ luôn. Cái nào thay mặt đây? Mất rồi, chuyển rồi. Bây giờ anh bảo xuống lại được không? Dạ. Rồi bắt một chân ba. Bắt một chân ba là em từ trên dưới luôn. Bộ sao còn nhảy đó. Rồi phải coi lại đây nha. Bây giờ em chỉnh hết, em từ trên dưới ra hai lần luôn. Anh cứ để em nguyên vậy, tại em chỉnh không? Sao? Có hai tờ
3 lớp, cái này 1 lớp hả? Cái này 36 là 1 lớp. Cậu đang chạy. À vậy hả? Đó. Bê từng lớp ra đi. Ờ, đó đúng rồi. Để gì đó. Cái đó mình giữ lại rồi mình muốn sửa gì là mình xóa đi rồi mình sửa lại thôi. À USB cũ, USB ở trên cái gái đó. Cái máy cái này mỗi thứ một có phải không lại trả lại. Đến giờ em lục. Lục lại đúng không? Trả lại cho đây một thứ bạn. Đúng rồi, lại còn lấy một thứ bạn. Giờ trả lại cái này cũng vậy nha. Cái này còn lại nha, bấm cho nó nha. Ừ. Thôi. Bỏ lên đây chạy nè. Nhét luôn nha, nhớ là cái bị nào, nhét cái bị đó dùng tiếp nha. Cái này sao? Đặt cực tờ á, chưa lấy gì bây giờ để đọc thì có thể đặt không chịu, chưa lấy nha. Bây giờ, khoảng 10 giờ 11 giờ nha. 1 giờ nha. Chịu được hả? Chịu á. Dạ rồi, 50 tờ chập nước chịu lấy. Ủa sẽ vất vả, bây giờ là tới mùa mà ôn thi cuối học kỳ 2 nên là sáng giờ hơi đông các bạn. Các bạn thấy cái công việc nó hơi nhiều. Nếu các bạn nào mình thì các bạn hãy cố gắng sắp xếp những cái gì nhỏ mình sắp xếp trước, cái gì mà phô nhiều thì mình hẹn lại một chút. Thì cũng phải phô gấp, nhưng mà phải hẹn lại một chút, mình cứ sắp xếp những cái gì ít á, ví dụ như khách hàng mà phô 1-2 tờ thì mình ưu tiên mình chạy trước chút ha, mình nói thì ưu tiên mình chạy một chút. Còn những cái khách hàng mà ví dụ như cô giáo mà cô hơi số lượng nhiều thì mình hẹn lại khoảng 15-20 phút gì đó để xử lý những công việc. Tại vì rồi biết từ sáng giờ các bạn thấy là mình chỉ chạy một máy thôi, nhưng mà cái số lượng xử lý công việc cũng rất là nhiều, còn một cái lệnh trong máy nữa
thì phải tự sắp xếp. Tại khi nếu mà những cái máy kia mình trục trặc thì mình phải biết sắp xếp cái công việc sao để cho nó trôi chảy, cho cái công việc của mình làm việc một ngày cho nó thật là ổn định, thật là hiệu quả. Video của mình chưa đây kết thúc nha. Một ngày, một buổi sáng vất vả. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.